Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng núi liền núi, sông liền sông, tình hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí vừa là anh em do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước gây dựng và giải công vun đắp là tài sản chung quý báu của hai dân tộc, cần được gìn giữ, kế thừa và phát huy tốt. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam coi phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đại sứ Hùng Ba đối với quan hệ hai đảng hai nước. Đại sứ Hùng Ba nhiệt liệt chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch nước, khẳng định Đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi đây là phương hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam duy trì ổn định, thúc đẩy phát triển nhanh, thực hiện thuận lợi mục tiêu phát triển được Đại hội 13 đã đề ra, tiến tới chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại sứ Hùng Ba nhất trí đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt sau các chuyến thăm lẫn nhau mang tính lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2022 và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023. Lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước đã xác lập định vị mới, nâng tầm quan hệ song phương, nhất trí cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược các cấp các ngành các địa phương hai nước đã và đang tích cực chủ động đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động giao lưu trao đổi hình thành không khí hợp tác sôi động thực chất trên các lĩnh vực về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới chủ tịch nước mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ trên một số trọng tâm duy trì giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực thúc đẩy kết nối đường sắt qua biên giới và hợp tác phát triển một số tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn tại các tỉnh phía bắc việt nam đề nghị trung quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho nông thủy sản trái cây thịt gia súc gia cầm của việt nam tiếp tục làm sâu sắc hợp tác địa phương và tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các đoàn thể nhân dân thế hệ trẻ hai nước về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai bên cần thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, tôn trọng các quyền và lợi ích chính đáng của nhau, tích cực tìm kiếm biện pháp xử lý thỏa đáng phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc UNCLOS vào năm 1982 hướng tới dấu mốc quan trọng năm 2025, dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nỗ lực phấn đấu thúc đẩy đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, ngày càng thực chất hiệu quả hơn. Bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển quan hệ hai đảng hai nước. Đại sứ Hùng Ba khẳng định, phía Trung Quốc sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhận thức trung cấp cao, triển khai tốt các biện pháp hợp tác cụ thể được hai bên đề ra, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển. Được quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.